Sáng ngày 8 tháng 7, cơ quan công an tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ ở Bình Phước. Khuôn viên hiện trường rộng lớn khiến cho việc truy tìm dấu vết kéo dài. Với việc kinh doanh gỗ Thành Đạt, gia đình ông Mỹ được người dân ở xã Minh Hưng, Chân Thành nhận xét là một trong những người giàu có nhất huyện. Khu biệt thự nhà xưởng của ông Mỹ thông qua nhiều khu vực kéo dài dọc quốc lộ 13 khoảng 100 mét. Cả khuôn viên rộng hàng ngàn mét vuông được gia chủ thiết kế 3 cổng vào. Một cổng nằm ở con đường bên hông khu biệt thự, cách quốc lộ 13 khoảng 50 mét. Đây là lối đi thường ngày của gia đình và hơn 200 công nhân cùng các xe hàng. Ở hướng chính của khuôn viên phía trước quốc lộ, gồm có cổng lớn và cổng phụ, thường xuyên được đóng kín. Tường rào khu này có đoạn bằng bê tông, đoạn bằng sắt cao gần 3 mét, có dây leo kết quanh. Tại đây, cảnh sát thu được một số dấu vân tay được cho là của hung thủ trong quá trình tháo chạy. Nằm một góc trong khuôn viên rộng lớn, căn biệt thự dùng làm nơi ở của gia đình ông Mỹ được xây dựng chừng 5 năm nay. Hai nhà xưởng nằm bên hông và phía sau đều thông với nơi ở của nhà ông Mỹ. Giữa khuôn viên, gia chủ bày hàng trăm chậu cây kiểng lớn. Để vào trong căn biệt thự của gia đình nạn nhân có 3 cửa, cửa chính, bên hông và phía sau nhà. Theo các công nhân, cửa chính ít được mở. Mọi sinh hoạt của ông bà đều ở cửa sau và bên hông. Tầng trệt căn nhà có 2 phòng, một phòng của hai vợ chồng ông Mỹ và phòng của cậu con trai. Trên lầu 1 là phòng của cô con gái lớn 22 tuổi. Khám nghiệm hiện trường sau khi xảy ra vụ thảm sát, cơ quan chức năng ghi nhận ông Mỹ và con trai 15 tuổi nằm chết trên giường trong căn phòng ở tầng trệt. Ở phòng bên, vợ ông Mỹ tử nạn dưới nền nhà. Tại căn phòng trên tầng 1 là thi thể con gái và cháu gái gia chủ. Xác cháu trai ông Mỹ được tìm thấy ở sát cổng rào căn biệt thự. Bước đầu cơ quan điều tra nhận định đây là vụ giết người cướp tài sản. Hung thủ gây án vào khoảng thời gian 3 giờ 30 phút đến 4 giờ sáng ngày 7 tháng 7.